Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và video ngày hôm nay sẽ là những cập nhật tuần tiếp theo trong Epic Seven các bạn. Tất nhiên sẽ bao gồm cả nhân vật mới Ninh Ninh, cùng với đó là cốt truyện collab của Aespa. Thì đầu tiên cập nhật thứ nhất là cốt truyện Side Story sẽ đến chap 2 các bạn. Tức là lần này các bạn sẽ được gặp Ninh Ninh, rồi làm cái gì đó với Ninh Ninh, và có thể là teaser luôn nhân vật tiếp theo các bạn. Nhân vật tiếp theo là ai thì chưa có biết. Chắc tuần sau là sẽ biết đó. Thì tuần này từ ngày 1 tháng 12 cho đến ngày 5 tháng 1 các bạn sẽ mở chap 2 ở Step Forward Quang Gia. Và các bạn cũng sẽ đi bình thường thôi, đi đánh trận và farm điểm như đây, cũng 5.000 điểm và nhận được những phần quà tương ứng. Ở đây nó nhé hình của bà Lion nữa các bạn, mà không biết là Ninh Ninh có thể tác động gì đó tới bà Lion không ha. Nhưng mà rồi, ở hero mới, Ninh Ninh cũng ra banner luôn các bạn. Cùng với đó sẽ là artifact Exit Detective ED Gadget. Thì banner này sẽ kéo dài trong vòng từ 1 tháng 12 đến 15 tháng 12 các bạn, như thường lệ kéo dài trong 2 tuần. Và những bạn nào mà muốn summon Ninh Ninh thì hãy tận dụng cơ hội này. Và tiếp đến là Coin Shop sẽ được làm mới các bạn. Tour kỳ này sẽ là Yuffin, Bomodokana và Senja. Galaxy Coin Shop thì sẽ có Moonlight Haze, Remnant Violet và Bright Witch Azeria các bạn. Thì đó là tổng quan các cập nhật trong tuần sau, cũng ngắn gọn xúc tích thôi, không có gì nhiều. Và vì Ninh Ninh ra mắt cho nên cái event check in để nhận cái AE bookmark đó các bạn sẽ được làm mới trở lại. Có nghĩa là Winter các bạn sẽ nhận được 30 bookmark, thì đến Ninh Ninh các bạn cũng sẽ nhận được 30 bookmark, tương ứng với 30 lần summon đó các bạn. Thì các bạn có thể nhẩm tính là với 4 nhân vật ra 4 cái event như vậy là các bạn đã có sắp xỉ 120 cái lần summon rồi. Tức là các bạn sẽ được free một nhân vật. Thì về lý thuyết là cứ mỗi nhân vật các bạn sẽ nhận được 30 bookmark. Tức là cái nhân vật ra cuối cùng á, nó sẽ là free các bạn, bởi vì các bạn có 120 bookmark rồi, là gần như là bitty luôn rồi. Cho nên nhìn chung là cũng khá là dễ thở so với tưởng tượng ban đầu đúng không? Rồi event trong game cũng khá là nhiều để các bạn có thể farm được bookmark nữa, cho nên nhìn chung là cũng không nặng nề lắm collab Aespa kỳ này. Thì đó, các bạn sẽ nhận được 30 cái A bookmark với sự ra mắt của Ninh Ninh. Thông tin về Arena thì cái mùa Triumph sẽ kết thúc các bạn vào ngày 11 hoặc là ngày 12 tháng 12, thì cái mùa này sẽ đóng và Pre-season sẽ mở ra cùng với thời gian mà nó đóng cái Triumph season nữa. Rồi cái mùa tiếp theo Indomitable thì sẽ có kế hoạch mở sau. Athena's Equipment Crafting Event cũng sẽ quay trở lại. Trong cái event này các bạn có thể rèn được món món đồ mà các bạn ưa thích, và free gọi là free cái set đồ, free chỉ số 9, và các bạn chỉ cần là roll cái substat thôi. Thì roll được substat ưa thích, các bạn có thể select và xác nhận, và các bạn có thể nhận được món đồ này. Thì cái thời gian là từ ngày 1 tháng 12 cho đến ngày 29 tháng 12 các bạn, là nguyên 1 tháng 12 luôn. Cái đó là thời gian các bạn có thể obtain crafting point, tức là các bạn có thể tăng cái điểm để mà dùng trong craft á. Còn cái thời gian thực sự để các bạn craft á là từ ngày 1 tháng 12 cho đến hết collab Aespa, tức là ngày 5 tháng 1 các bạn. Thì nó có hai thời điểm như vậy thôi, cho nên các bạn để ý là farm hunt, farm gì đó để mà lên được cái crafting point á là trong khoảng tháng 12 thôi. Còn các bạn craft đồ thì có thể nó qua luôn tới tháng 1 năm sau lần, mà ngày 5 tháng 1 là hết hạn. Thì đó là về cái thời điểm của cái event craft đồ này. Thì chúc các bạn có thể nhận được những món đồ như ý mà không tốn quá nhiều công sức. Và thông tin tiếp theo sẽ về một cái special weekend buff event các bạn. Tức là trong tháng 12 này cứ mỗi cuối tuần các bạn sẽ nhận được cái buff tương ứng. Thì ở đây các bạn có thể thấy là tuần này á, tức là từ ngày 2 tháng 12 đến 4 tháng 12 hoặc là 5 tháng 12 gì đó tùy server của các bạn, thì sẽ buff AB và SB. Cái tuần tiếp theo tức là ngày 9 tháng 12 cho đến ngày 12 tháng 12 tùy server sẽ buff Rune. Rồi tuần tiếp theo nữa thì sẽ buff Gold và Hun. Rồi tuần hai cái tuần cuối cùng trong tháng 12 là đón năm mới luôn á. Tức là các bạn sẽ nhận được tất cả các buff. Cho nên là các bạn hãy tích trữ năng lượng, tích trữ lá, ngựa, các kiểu để dành cuối tuần thì xả ra farm, nó có thể nó sẽ lợi hơn. Thì đó là buff của tháng 12 các bạn, ngay dịp Giáng sinh và năm mới luôn. Thì hy vọng là các bạn sẽ farm được những món đồ như ý, farm hơn hoặc là farm được level up hero
như ý các bạn. Rồi thì đó cũng chính là toàn bộ các thông tin cập nhật của ngày hôm nay, các bạn cũng nhẹ nhàng thôi, không có gì quá nặng nề cả, trừ cái việc Ninh Ninh ra mắt. Thì chúc các bạn có thể summon được Ninh Ninh thành công và chúc các bạn chơi game vui vẻ. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video này tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong các clip kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.